Xin chào tất cả anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ máy dầu giá rẻ dưới 200 triệu. Thì đây là một chiếc Isuzu đời 2005, bản đủ lốp treo màu đen và 7 chỗ máy dầu form dáng rộng cũng như là gầm cao. Đây, toàn bộ tổng thành xe này. Đó, 2005, sơn si gầm bệ, máy móc khá là chất, em đã test cũng như là kiểm tra khá kỹ. Thì về em sẽ dọn dẹp thêm để khi anh chị, quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này về, chúng ta lăn bánh luôn và không phải động chạm gì thêm cả. Ở đây, toàn bộ phần đầu này. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi em cũng có bán khá nhiều mẫu máy 7 chỗ máy dầu mà tầm giá trên dưới 200, như là Isuzu hay là Everest đời 2005-06. Đó. Đây, chiếc này là 2005. Thì đối với dòng Isuzu trong mẫu xe phân khúc 7 chỗ máy dầu thì dòng xe này nó được thiết kế đơn giản hơn các mẫu xe khác, như là nó sẽ không có bóng khí, không có hệ thống ABS. Nhưng tuy nhiên thì về độ tiết kiệm dầu thì nó chạy khá là ít dầu, cũng như là lành máy trong quá trình sử dụng. Đây, toàn bộ lốp láp mới, la răng đúc, sơn si gầm bệ. Ồ, đây, toàn bộ nội thất này, nội thất da ghế màu đen. Đó, toàn bộ mặt táp lô, táp ly này, gương kính chỉnh điện. Đây, toàn bộ kính lên xuống điện này, gương chỉnh điện này. Đó, toàn bộ mặt vô lăng. Đó, một mẫu xe 7 chỗ máy dầu mà giá tầm dưới 200 thì có khá là hiếm để anh chị, quý vị và các bạn có thể tìm. Chỉ ngoài những dòng xe tàu ra thì chỉ có Isuzu hoặc là Everest cũng như là Santa Fe Gold đời sâu thì mới có giá tầm như vậy. Nhưng tuy nhiên thì Everest hay là Santa Fe Gold thì giá nó có thể nhô 200, hơn 200. Nhưng dòng Isuzu này thì 2005 thì nó chỉ rơi vào mức khoảng 180 triệu như chiếc xe này. Ở đây, toàn bộ phần đuôi này, lốp láp, cả dàn lốp rất mới luôn. Đây, cả dàn lốp khá là mới. Đó, nội thất đẹp. Đây, toàn bộ da ghế khá là căng, không hề bị xù hay rách một chút nào cả. Đó, toàn bộ hàng ghế sau cũng khá là rộng này. Đó, anh chị, quý vị và các bạn có thể ngồi người lớn hàng sau thoải mái. Toàn bộ trần hỗ trợ dàn điều hòa trên trần này. Đó, form dáng khá là rộng, gầm rất cao luôn. Đây, em sẽ quay luôn cả phần gầm này. Đây, toàn bộ phần gầm này. Đó, gầm máy khá là khô và cao, chúng ta có thể chạy các cung đường khó đi. Thì đây là toàn bộ keo chỉ cửa này, bảo hành luôn cho anh chị, quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó, đây, toàn bộ mặt táp lô này và hệ thống củ số, đầu đài và điều hòa hoạt động rất tốt luôn. Đây, toàn bộ mặt táp lô. Thì đối với mẫu xe này, anh chị, quý vị và các bạn có thể lựa chọn về để chúng ta chạy gia đình, chạy công việc hay là chạy khách đều ổn. Đó, 7 chỗ máy dầu tiết kiệm nhiên liệu, dòng xe này nó chỉ chạy đâu đó khoảng 6 cho đến 7 lít dầu 100 cây. Đó, chạy rất là ít. Đây, toàn bộ hệ thống pha đèn, toàn bộ phần răng và khoang máy. Đây, máy dầu 7 chỗ nhưng tuy nhiên thì máy khá là khô luôn. Đó. Đây, thì như em đã nói thì đối với dòng Isuzu này thì nó được thiết kế đơn giản hơn các mẫu xe như của Ford hay Hyundai. Thì Isuzu mà Highlander này thì bản của nó thiết kế chỉ có là phanh tăng trống cũng như là không có ABS và không có bóng khí. Đây, toàn bộ phần răng này. Đó, khoang máy cũng như là keo chỉ lắp cabo. Tuy nhiên thì đời 2005 nhưng mà vẫn còn giữ được cái phần nỉ chống nóng của lắp cabo này. Đó. Đây, toàn bộ keo chỉ này. Và toàn bộ phần đầu cũng như là răng giật nguyên. Đây. Đó. Thì đây là video em đã quay cũng như là giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một chiếc Isuzu máy dầu 7 chỗ sản xuất năm 2005 và hiện tại đang có giá là 180 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép là kết thúc video, chúc anh chị, quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.